chia sẻ làm chứng cho mọi người. Con tên là gì? Dạ, con là Maria Trần Đình Dung, con ở xứ Long Xuyên, xã Hạ Vũng Tàu. Dạ, hôm nay con 62 tuổi. Dạ, con thưa cha cùng con anh chị em cùng đồng bào, con cũng có tới đây được 5 lần, nhưng mà con cũng chưa được lần nào để đứng trên đàn thờ để tuyên chứng cùng bà con. Những lời đồng chứng của sự thật lưu trí công đoàn chí luôn là con xin chúa thần ban ơn bình an, ban ơn khôn ngoan, ban ơn sáng suốt mạnh đạt, làm chứng cho Chúa không sợ sệt bất cứ một cái gì cả. Mà hay nói con đã được ơn của Chúa như thế nào, vắng tắt cho mọi người. Thưa cha cùng cộng đoàn, con gái con là bị xe tung tơ lơ nó cán qua cái bàn chân, mà con cứ nghĩ rằng là chắc là cái vỏ xe đập vào thôi, chứ mà nó cán qua cái bàn chân thì làm sao nó không đứt. Thế là các cái bà bán ốc tóc ở đó bảo cô về ăn mừng đi, xe nó cán qua cái bàn chân con cô đấy. Thế là con đâm chân con đưa nó vào nhà thương thì con cứ cầu thấm lòng thương khóc Chúa, xin Chúa chữa lành cho cháu. Khi vào bệnh viện thì bác sĩ cứ bảo là không đứt gân, không đứt xương, chỉ bị dại cơ một chút thôi. Con biết là đó là Chúa thương quá. Phải đến con trai con nữa là Phêrô. Con trai con thì lúc nó còn quậy lắm cha, nó đậu nhà xong nó đỏ, nó lúc này nó bằng em ấy 20 tuổi, nhưng mà nó cũng cứ lòng tay tay đến bảy lâu đến đầy lắm. Con cũng cứ đi lễ thì con cứ xin đức mẹ xin Chúa là ban khải cho cháu, thì cháu nó ban liền, nó bỏ thờ bạc đi. Bây giờ lại cha của cháu ngoan lắm, lấy vợ là hai đứa con ngoan lắm rồi, suốt ngày chở mẹ đi tỏ hát thì đi đọc kinh đón rước mẹ, bây giờ cháu ngoan lắm. Thế mà coi như là nó nhậu cái lúc mà đang chơi rồi, nó nhậu xong rồi nó nằm ở bãi cỏ. Thế là cái đôi trai gái họ đi chơi, họ kéo ra ăn bèo vác qua chân luôn. Thế là ngày cái đợt nó bao gắn bán tôm phở, người mai bê bưng cái này, thế thế thật thà thõm bảo là sao vậy con. Thế rồi con đi tập thể dục rồi con nhảy cao hơn té, con cũng chạy đi. Ít ngày sau bạn bè mách mỏ cô về ăn mừng đi. Sao là nó phóng vèo qua hai giò cho cô nhưng mà không được gì. Thế là con kể chuyện mọi người, các bạn chị là được Chúa thương đó. Thì con cũng nghĩ là Chúa thương thôi, cho đến khi mà con mua cái lòng thương ở cái lòng kim lọc cha bài giải của cha nó về con nghe. Thì con thấy là đúng là mình được ơn nhiều quá. Rồi con lại xin cha làm, con nhiều bệnh lắm. Con bao tử sống dương tính, con bệnh đại tràng, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch con nhiều lắm. Thì con lên đây con xin cha là cầu nguyện cho con, xin cả cộng đoàn cầu nguyện, nhưng mà con cũng không gặp được cha. Con về con nhắn tin thì cha trả lời con là cha và cộng đoàn khẩn khấn cho con yên tâm. Thế bây giờ cái hôm cách đây khoảng gần 2 tháng con cũng suýt chết mà Chúa lại cứu tiếp. Vì thưa cộng đoàn, ở đây là những ai bị bệnh tiểu đường là biết rồi đó. Đường huyết của những người bị tiểu đường là thử lúc đó là từ 70 cho đến 100 người. Còn của người không tiểu đường thì là từ 60 đến 90. Thế mà Chúa cho con khỏi mà con không biết. Con cứ uống thuốc, cái hôm ấy đường con xuống 29. Thế mà nhà con là nhà nghỉ, con có khách họ sửa để vô tình hoặc là mượn tô mà ăn đêm. Thế là con nóng quá thì con đi lại chiều giữa đất đồng nẳng. Tôi đi xuống rồi lấy tô cho chân khách thì lấy bít đá thì bóp phải chân con. Thế là đứng với con đó rồi. Con nói là việc tôi đang bị thử đường cho mẹ nhưng mẹ mệt lắm. Tôi thử cho con được con 29. Thế nó sợ quá nó pha cho con 3 ly sữa liền. Con uống hết 3 ly sữa và con thử đường con lên có 37. Thế đến khi mà con đến ngày con đi khám đường định kỳ của bác sĩ, con thưa bác sĩ là đường 29, người ta bảo 129 chứ không phải 29. Tôi có bảo không, có 29 thôi, tôi uống 3 ly sữa có đường thì con mới lên đến 37. Thì ta bảo tôi làm bác sĩ 40 năm thì chưa thấy ai bệnh nhân tiểu đường 29 mà không được gì. Nếu mà có 70-80 rồi đã phải vào đây thì truyền đường của người rồi. Thế mà hôm với con không ngủ được, con uống 2 viên thuốc ngủ. Con uống 3 ly sữa xong con lại ngủ tiếp.
Thế nếu không gõ Chúa thì mình chắc còn đi luôn đây một mấy lạy xà mình thưa cùng các bạn. Và tin tưởng nơi Chúa, đi hát tôi Chúa là Chúa sẽ cứu. Thế bây giờ hôm nay con lên đây thì con cũng nhân chứng cùng với tất cả mọi người, và con xin ra thêm là con còn có hai cái khối u ở đùi. Bây giờ anh Chúa phải để cho con còn hai khối u đùi, con mới lên đây cho hết khối u đùi con đi luôn. Rồi, tạ ơn Chúa. Rồi, cảm ơn con. Rồi, mời con. Còn con, thưa anh chị em, tôi thấy